Thắng Hoàng xin mến chào tất cả các bác nhé. Đầu xuân năm mới thì những sản phẩm bên Thắng Hoàng bán ra cho anh em thì với một mức giá là cũng rất là hợp lý và những cái mức giá rất là ưu đãi cho anh em để anh em sử dụng. Thì hôm nay thì Thắng Hoàng cũng test cho anh em nghe luôn với cái mẫu vang M5, thì hôm nay cũng có là 6-7 cái còn lại thì cũng có 4 khách chốt rồi. Hay 4 khách chốt rồi, ngày nay test cho anh em, thì còn 3 chiếc nằm ở phía kia. Đây thì anh em có thể là xem qua lại một lần nữa nhé. Thì cái mẫu này nó thiết kế dòng vang M5 rất là chất lượng, rất là đẹp anh em ạ. Và cái chất lượng âm thanh thì anh em cũng cùng lắng nghe Thắng Hoàng test cho anh em. Mẫu vang Thắng Hoàng test kèm chất lượng âm thanh đấy là mẫu đẩy dốc đê tông của Đức, mã 1009. Thì cái mã này thì 1009 thì nó là công suất 1050, mã 1002 là 650. Thì Thắng Hoàng có giới thiệu với anh em nhưng mà cũng chưa có báo giá. Vàng này bên em thì bán ra 2,8 triệu, thì hiện tại là còn mấy con thì em bán anh em giá đầu xuân, cái xuân thì cũng bớt mỗi sản phẩm một chút xíu, đấy là bán 2,3 triệu. Thì tất cả sản phẩm đều được hỗ trợ cho anh em bảo hành 6 tháng ở cái mẫu vàng này, và kèm theo nữa là dây nguồn, dây canon điều khiển đi kèm, đấy là giá 2,5 triệu anh em nhá. Đây em ghép trên bộ full 30 đây cho anh em nghe. Đấy, đẩy thì em đang trong cái quá trình vệ sinh dần dần, thì anh em sẽ chờ lên sóng cho anh em. Đây là số điện thoại để anh em nếu như có nhu cầu mua gọi điện trực tiếp qua 0969 800 985. Anh em theo dõi video thì anh em ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like, và anh em có thể là đăng ký kênh nếu như anh em có nhu cầu muốn tham khảo tìm hiểu những sản phẩm của cửa hàng Thắng Hoàng nhé. Đấy thì anh em chờ Thắng Hoàng cắm cái cọc nữa này lên để Thắng Hoàng test âm thanh cho anh em nghe. Thì như anh em biết rồi, thì Tết giờ thì Thắng Hoàng cũng ốm bệnh chưa khỏi kìa. Hiện tại nói cái giọng nó đang nghẹt, nghẹt mũi anh em ạ. Thì hát có thể là nó có một cái chút chút cái âm thanh nó hơi khác những cái giọng bình thường của mình. Mà về cái chất lượng cái trôi thì vừa thấy anh em cũng có thể cảm nhận tốt nha. Đấy. Âm thanh thì Thắng Hoàng để trên cái điện thoại chứ cũng chưa có cái tivi để mà treo lên cơ. Đây. Đây là một chiếc điện thoại quay cho anh em xem thôi. Nói
chung là chất lượng là nó phải trong cái tầm là nét 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 luôn anh em ạ. Echo Reverb nó nhẹ, nó bay tiếng, nó dễ hát lắm. Đấy các bác nghe thì các bác cảm nhận nhá. Thắng Hoàng bán ra cho anh em này, nói chung là từ xưa đến nay cái tầm hàng hóa nó đủ chất lượng, đủ uy tín, đủ cái tầm chuẩn để anh em lựa chọn rồi. Còn anh em mua hàng thì tất nhiên là cũng phải tham khảo. Đầu tiên là phải nhìn về cái chất lượng hình thức mẫu mã. Thứ hai nữa là cái chất lượng mà quay trong video. Còn nếu như mà mình cảm nhận được cái chế độ test tốt thì anh em cảm nhận. Đấy. Còn về cái chất lượng uy tín thì đảm bảo thì tin tưởng khách hàng, tin tưởng người bán hàng thì anh em đặt niềm tin vào anh em mua nhé. Thắng Hoàng cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào tất cả các bác.